bạn món ngon tương ớt chiên su mới bung vị phở bún miến. Chi nơi đây cô đơn riêng ai? Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xoa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau, em có biết không? Rất nhớ từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em. Giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng ai? Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xoa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau, em có biết không? Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở cái đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc cái đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em. Vẫn mãi yêu người riêng em. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xoa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm sớm quay lại thôi, chắc cái đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em.
biển của hy vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media.